Vâng, xin chào bạn quay trở lại với mình video, và hôm nay mình sẽ review một khẩu súng, đó chính là AVM Nokgold. Mình bắn thể loại đặt bom sniper. Đéo thì đồng đội chết vẹn hết rồi. Để chơi cái này chơi gì? Ôi ôi, mới có 2 phút vậy còn 22 à? Bách xoay. Bom đây, bom đây. Một vai nổi ở đâu đây? Vai trưởng. Bom cầu. Đến đâu đấy? Chạy. Nghe tiếng phốt rồi. Bạn này được 4 mạng ngon đấy. Bắn khẩu này đục thì đục thùng không ngon lắm đâu. Gặp 3Z thì sợ lại mất điện thôi. Trúng chân, ôi rồi ôi. Đau. Đấy, vừa tỏa sáng cái vụt tắt luôn. Bắn trúng chân mới đau chứ. Fake đấy. Bắn không bắn cứ ngồi vì đồ. Đáng vồn. Thằng ấy bắn kinh vậy. Không chơi được với mấy thằng 3Z. Nó lại định móc nước lên này. Móc này. Ôi, thằng vừa câu đâu rồi? Ngách B có. Bom đâu nhỉ? Bom đây. B đó. Ngách B chết rồi. Ôi giời. Ôi vai chừa hai thằng lận. Cách B. Còn thằng vừa thằng bắn được cách B xong vẫn còn. Mình tưởng có mỗi thằng rồi. Ừ, mình gà mà. À, cũng gà về bro. Nhà đông rồi. Ui ôi, cầu 2. Đâu rồi? Con không? Nhào rồi. Lên luôn, lúc linh à, lên luôn. Thế đéo nào, hơ B ạ, à, vãi xoài. Để vào B nhanh thế. Trong B rồi. Rồi ngon, hay quá. Vào trước cái cung để mình gỡ ạ. Vào đây được 4 mạng, ngon quá. Các thanh niên trẻ trâu xử nhau sợ vãi đồi. Chạy đã, không ăn được 3Z mà té ngay. Cái này thấy chúng nó mới bắn thôi. Bắn xuyên qua thùng ăn cám đấy. Ôi giời. Vai. Cái máu vậy. Bắn chính xác, đục thùng 100%. Bắn kinh thật.
Thấy hàng vãi đồi. Không kéo thua này. Ngạch B, ngạch B. À, nó thấy rồi, xác định. Ồ, thằng kia không chạy vào đặt bom lại còn đi ra đấy. Không ai đi ra bể. Chạy đâu giờ? Ủa, chết mẹ luôn. Thôi cảm lợn rồi, cứu cứu cứu. B2 cứu. Sắp chết rồi này. Cứu 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 vô. À, kìa bắt nó đi, nó ké tao rồi. Ui, chỉ trực từ ngày bắn nó thôi mà nó ké tí mỗi làm ra. Ủa, chưa chết. Đấy, có nước, có nước, có nước. Móc này. Ui dồi ôi, tí chết. Rồi. Rồi. Bắn kích vậy, bắn cả cái khẩu súng bắn bằng GB, bắn liên thanh, bột ngắm, ghê vồn. Ủa, mẹ đeo chết hai thằng rồi kìa, ăn uống gì? Cầu có, cầu có. Đi đâu? Mất A rồi. Cụt vãi đái. Cái thái quân à. Ngon. Thật hay giả thì bắn gà hết. Lần trước bắn trúng chân nó, lần này mày chết người. Ồ oh. Đang định bắt cái thằng đi nước à. Đồ. Thì đéo là có thằng đấy à. Nó kê sẵn luôn mà. Chết tử chết hai. Đáng lòng. Phí quá, tí ăn được thằng móc.
Nó lại sắp lên rồi đấy. Ta. Ngách B rồi, ngách B rồi. Ok, ăn nốt rồi, ăn nốt đi, ăn nốt nó đi. Móc nhanh, móc nhanh. Rồi, xong hết ván rồi. Đợi chờ giây phút hết ván thôi. Giờ này thì đi kiểu gì nữa? Thằng nước ai có này. Ôi thằng nước ăn nhiều thế. Ủa thằng luôn ạ, à, vãi đái. Ôi đồ. Nghe để thằng nước ăn bốn thằng giờ không? Ra đây bắt nó. Không biết có bắt được không. Ồ, bị thằng kia bắt rồi. Ăn quen là chết. Bắn đâu kinh vậy. Kìa kìa. Ôi, hay quá. Một xíu nữa thôi, nó chết rồi. Ôi tôi mình bắn mẹ trúng thanh sắt kìa. Cái đầu kìa, mình nhìn thấy viên đạn kìa. Mẹ. Ôi vãi cả cái khẩu súng. Ở một ván nữa thôi, cố lên nào. Nước kìa, nó nước kìa, lại lên nước kìa. Ăn quen nó bắt cho xuống luôn. Đù, xuống cover bị thằng kia bắt ạ. À. Cay đứng ngồi. Nó lại nát rồi. Chơi gì đây? Vãi nồi. Đừng bảo lại thua nhá. Nhục lắm. Trượt mới đau. Thì đéo đi đâu ấy nhỉ? Ngách B có này. Ke, hai thằng cùng ke nhau. Vãi đái. Ồ. Không, mình lấy A của nó kìa. Đang một kill nữa, lại lấy lại A. Rồi, cuối cùng mình lấy được A của thanh niên kia. Các bạn thấy hay, nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.